Xin chào tất cả các bạn, đây là cái hẻm đường vào nhà cầu thủ Bùi Tiến Dũng, hay còn gọi là Tư Dũng các bạn. Hẻm ô tô không có vào được các bạn. Và cô kìa, phải không ta? Không phải. Nãy thì Tiến mới gặp mẹ của cầu thủ Tiến Dũng ở chợ nhá. Bây giờ mình cùng đi vào xem là nhà Bùi Tiến Dũng Tết đã chuẩn bị gì chơi nhá các bạn. Đây, đi vào đường này các bạn ơi. Đường vào nhà đẹp quá ha. Bê tông hóa hết rồi. Nhà này à? Đây. Đường vào nhà đấy các bạn ơi. Đây chính xác là nhà của cầu thủ Bùi Tiến Dũng. À đúng rồi, đúng rồi. Đây. Nhà có cái tấm bữa xem phim. Có rồi chú. Dạ con đây lúc nãy mới gặp cô ngoài chợ đây. Dạ. Coi đây Bùi Tiến Dũng đây. Hàng trên thứ ba từ bên trái qua. Hôm vừa rồi là xem phim ở đây, à xem bóng đá ở đây. Đức Thọ Hà Tĩnh. Ồ cái này là từ hôm AFF này. Ồ, áo số 4 đây. Có chữ ký của các cầu thủ này. Văn Thanh này. Đoàn Văn Hậu. Quyết. Lợi này. Hoàng Đức này, Hải này. Đức tiếp này, Bùi Tiến Dũng này, Đức Huy này, Đức Trinh này, Đỗ Duy Mạnh này. À, Tiến Dũng là đây. Cái này xong treo lên ta. Cái này không treo lên thấy. Có đúng làm nên cũng để kéo lên đó. Đây, trong nhà này có một bức tranh chân dung Bùi Tiến Dũng do trường tiểu học và Đức Thọ vẽ tặng này. Là một bức rất là to. Đấy. Còn đặc biệt là bên này. Bên này mới là cái khu vực đáng chú ý này. Tất cả những cái thành tích của Bùi Tiến Dũng được trưng bày trong cái tủ này hết các bạn. Đây, bật đèn luôn. Trung tâm đào tạo viễn thông quân đội. Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel chứ. Tập đoàn viễn thông quân đội. Rồi, Bùi Tiến Dũng đâu? Bùi Tiến Dũng lại to con nhỉ? Đây. Trung vệ Bùi Tiến Dũng U23 Việt Nam chiến thắng 2018. Đây cũng có một cái áo khí luôn này. U23 này. Đem về trưng bày ở đây ha. Đây đặc biệt đấy các bạn, đặc biệt đây là có cái huy chương của AFF Suzuki Cup vừa rồi này. Đây này, cái màu xanh này các bạn. Đây cái này này. Là treo ở đây. U21 báo thanh niên này cũng nằm đây luôn. AFC 2001 à. Bóng đá chuyên nghiệp, học của học viện bóng đá chuyên nghiệp luôn. Quá trời rồi. Các cái thẻ thi đấu này, Bùi Tiến Dũng Việt Nam họ và tên. Đây, thẻ cầu thủ các bạn. Cầu thủ đi đá bóng các giải đều cấp vào cái thẻ này. Cũng trưng bày vào đây hết. Đây là cái thẻ của U23 đây. Còn trên này là hình của các anh trai trong gia đình nha. Hình của bố mẹ này. Hình của các anh trai này. Ba anh là lấy vợ hết rồi. Còn có Bùi Tiến Dũng thì chưa lấy vợ thôi. Đây là bằng khen.
Đã có thể. Đây là bằng khen của thủ tướng này. Bằng khen của ai đây? Của tỉnh. Của tỉnh này. Của tỉnh. Chủ tịch. Tỉnh Hà Tĩnh. Dạ. Còn bên này. Bên này tổ dân phố. Chúc mừng thị trấn. Ở của tỉnh, một cái của tỉnh. Cái này của nhà báo tỉnh. À, nhà báo tỉnh. Cái này ở Sài Gòn. À, đây Sài Gòn đây này, cái hồi vừa rồi đây. Ừ. U23 là khán giả coi đông luôn này, làm cái tấm hình. Tấm hình quá đặc biệt luôn. Đấy là hình ảnh của nhà báo Hà Tĩnh làm. À. Của nhà báo Hà Tĩnh. Vâng. Còn cái đống cờ đỏ là của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đẹp quá. Mình dành những nơi trang trọng nhất trong nhà để trưng bày. Nhà nó nghèo, có nhà trang trọng. Đơn giản thôi. Đấy là trường tiểu học thì tận tầng. Dạ. À, phòng của Dũng mỗi khi về là phòng nào chú? Cũng được ra thôi rồi chứ. Dạ, phòng dạ. Nghèo có chỉ đóng cho một cái giường với cái tủ rửa chứ đâu. Tức là ở dưới đây luôn hay là trên? Không, ở dưới đây. Dạ. Thăm phòng của Bùi Tiến Dũng nha. Đi mà làm vườn. À, đâu ở đâu chú? Đấy. Nhà nghèo có chỉ đóng phòng Dũng. Ờ. Vườn này. À, rồi rồi, tí nữa quay lên này. Đấy là phòng của cháu con mẹ con thứ hai này. Phòng của con thứ hai. Ờ. Phòng của Tiến Dũng đấy này. À, phòng Tiến Dũng đây. Ô, đó là Tết về là ngủ phòng này đây. Không trang trí gì hả chú? Không làm hình cầu thủ hay là phòng này. Phòng của Dũng. Phòng của Dũng ngồi đứng ngay thôi. Dạ. Mới có treo cái hình của cầu Dũng ở đây ha. Nè. Đây là mặt man như thế này ngủ. Dạ. Tức là Bùi Tiến Dũng ở phòng này mấy năm rồi chú? Ồ, được cháu được mới là cũng mấy đêm chứ nữa là cháu đi vặn ra. À, có mấy đêm mà, tức là phòng này cũng mới hả chú? Không mới. Không mới, không mới. Một năm. Mới được một năm. Còn trước đây là ở phòng khác nữa? Đấy, trước đấy là cái vườn đấy. À, trước đây là cái vườn, giống như vườn rau, giống như vườn rau này đây ha. Ốc của tôi nhỏ đấy. Là bây giờ làm thành cái nhà này. Mình làm thêm để về cho con nó sinh hoạt. Dạ. Vườn của tôi đấy. Dạ. Đây là vườn rau này đẹp quá. Ngoài này là bác trồng rau ngoài này. Tôi trồng rau, tôi đang làm dở nên tôi bị bệnh tiểu đường thôi. À, tiểu đường. Dở cho cái cây này lên. Dưa leo hả chú? Cây đậu dải. À, đậu dải. Ngô cây quýt nó năm ngoài giờ để đấy nó thắng. Ra trái luôn rồi kìa. Ít bữa nó lại các cháu về đưa ra. À à. Ít bữa này là chú bác cho vào cái chậu. Cái chậu bứng ra ngoài kia. Hai cây mới nó ấy một cây. Dạ. Ê, ông tuyên phu về các cháu nó cùng về kia nó rửa rảy đấy đi. À. Bạn bè của Bùi Tiến Dũng có hay về đây chơi không chú? Về đây, ít bữa nó đến về đây. À, ít bữa nó đông lắm hả? Chỗ đằng sau nó nuôi gà. Nuôi gà. Buôn tượng của tôi thấy rồi chứ đúng. Dạ. Lương thường cái chả có, nhà nghèo, nuôi bốn anh nhăn học. À, nên là cũng vất vả ha. Ừ. Cái nhà này cũng mới xây thôi. Nhà này xây được một năm. Mới xây thôi. Đánh nè. Dạ dạ. Đây, thăm ghé qua phòng của Bùi Tiến Dũng rồi đấy. Không, mai mốt lấy vợ là cho ở phòng không, đó luôn. Không, đâu rồi, lấy phòng thứ ba. À, người vợ rồi ở Hà Nội, hai vợ chồng ở Hà Nội. À, à, hai vợ. Phòng đấy này. Tức là lấy vợ rồi, ra Hà Nội ở rồi. Ra Hà Nội công tác ngoài, công việc tại Kim Mi Vê nghỉ đấy. Dạ. Không. Tết ngày nào về chú? Anh thứ ba ấy. 27. 27, cũng 27 luôn. Còn Bùi Tiến Dũng nói ngày nào về chú? Tôi chưa dùng nói cái mê, chưa nói cái chưa. Nãy cô nói là 27 hả con? Dạ. Đây, cô nói là cái tivi bị bể đây, mất tín hiệu luôn rồi. Ủa hôm vừa rồi để đâu mà nó lại rớt luôn? Bê ra ngoài. Rồi, bể cái tivi luôn rồi. Cái này mình... Nó rớt hẳn xuống đất luôn hả con? Nó rớt trên ban nó xuống, nó bị cái góc lên. Thế nửa nửa cái lưng chém được người này. Căng nhỉ. Cái này thì cái này nó tới cái cả anh chứ gió cái lồi của mình chứ chả phải gió lồi cho mày.
cái này nhà máy họ có cái bao hành đó thì nhưng họ có vấn đề trục trặc về này nó thì ấy thôi, nhưng cái này do lỗi. Nhưng mà bây giờ không biết là đem đi sửa có được không? Ừ? Hay là thay là phải bỏ luôn hả? Ý kiến với công ty thì họ đổi được thì công ty tốt. Họ đổi đấy thì coi như ông ở bên đền. Không cái đền thì bà nhưng mà. Ồ, cái đền. Người ta không muốn nữa. Thì nó muốn nhưng mà phải lấy của tập thể đó nó báo mà. Đúng rồi. Ừ. Tập thể nó án thua chứ không có nào. Như cả cơ quan nó có ý kiến với công ty á, thì công ty đổi cho thì công tốt. À, mà không đổi thì họ phải có trách nhiệm. Bể cái tivi rồi, hôm vừa rồi tới cổ vũ bóng đá, phóng viên tới quay làm bể tivi. Nhưng mà giờ đây này. Cái tivi to lắm, tivi này là 65 inch. Công ty cho đi vào tầng đó. Công ty cho đi vào tầng đó. Công ty cho đi vào tầng đó. Cái này nó để dùng cho cả cái trận đá để xóm làm bàn với trận hiểu. Đây đây đây, trận nào đây này cả, đây là các đoàn đến thì có chủ như là các đoàn đến thì họ làm việc đấy. Dạ. Nên bữa nữa đây là ông ta đây là đừng nói để quấy lại trong ngoài ngò đó luôn. Đây là đi đứng té thì cái ban nào thì cái ban đó nó nghiêng. Nghiêng một cái thì cái. Nhưng mà lúc đó là sao nó vẫn coi được hay là hư luôn? Vẫn coi được. À, hay nhỉ. Mấy anh á? Anh kia anh bảo là với thằng đâu chúng tôi, thằng đâu chúng tôi ở lĩnh bờ một đó. Là ra về anh đền bao nhiêu anh ấy, nhưng mà tôi không. Rồi cháu nó là không, rồi nay là anh cứ về nghiên cứu lại. Ý kiến là về công ty, về tập thể, các con gia đình về đền, về lấy tiền của anh không cũng lấy đâu. Mà đền thì vì còn tôi không đền đâu. Bởi vì tiền nóng thì của cải cái này là trên cho, nên chả là báo cả. Thì do là mình cùng thỏa thuận tình cảm với nhau cái trong ngành nhà bảo ngành này nọ thì cái anh là một á, nhờ cái công ty này ấy, là đổi cho cái tivi. Hai nữa nếu như nhà thử mới có cái chỗ nào mà sửa được á thì cả anh giúp đỡ sửa cho gia đình là được, chứ còn cái chuyện mà người anh nhà bảo ấy anh chả ái hưởng nữa. Mà anh cũng kiểu đứng kiểu nay nò rồi cũng bập ban cái ban này ban đá nó rơi xuống. Trời ơi. Thôi chứ không anh cũng chả có gì đâu. Nhưng anh cũng chả muốn như thế mà gia đình cũng muốn như thế. Dạ. Thì mấy cái việc thì là như rửa thôi. Thế vật này là vật kỷ niệm cho cháu Bùi Tiến Dũng. Dạ. Rồi để về cái gia đình xem. Thì gia đình thì cũng nghèo, cũng có chứ cả đâu, kỷ niệm cho nó thế để cho mà thứ giản với cả cái trận bóng đá này nó thì mới đi ra cái sân để mà phục vụ nhân dân xóm làng nó đến thôi. Thế nhưng máy nó như thế thì mình chả có nói gì hơn được cả. Dạ. Thì cả gánh trong ngành nó thì gánh nhưng tạo những cái điều kiện này nó để như tôi nói nó để cho nó tốt đẹp đấy. Thì bây giờ nó cứ chuyển nay nọ đến bồng các thứ cũng đến nói mà cũng trả đền, bởi vì danh điểm của em Bùi Tiến Dũng nó có xa, sự nghiệp nó dài lắm. Bùi Tiến Dũng năm nay là bao nhiêu tuổi chú? 23 tuổi. 23. 23 tuổi rồi thằng người. Này lên lầu. Lên lầu trả trước rồi chứ. Cái này là cũng mới xây một năm thôi, là cái chung. Đây là gian thờ đây, thờ Bác Hồ. Dạ. Hai người. Ngày xưa chú đi bộ đội hả chú? À đây bàn thờ. Dạ. Đúng. Mà là nhúng tạm. Ba nấu tre, nấu các thứ. Đang chuẩn bị nấu ở dưới đấy. Lúc nãy cô mua cá rồi mà mấy cá bỏ đâu rồi? À, bỏ đâu rồi chứ. Đâu bỏ tạo rồi. Dạ. Này 23. Này tí nữa cúng. Cam đây này. Hoa đây này. Đồ đấy cả này.
Thì nó bày nó cúng ha. Để rửa đồ bình thường. À chén bát cúng là riêng luôn. Riêng cúng của chung. Bàn thờ đầu tiên ông bà. Anh coi cơ luôn, cơ đầu cò lò nhưng mà khủng. Đấu của cơ. Được. Bật cái điện lên cho xem mình. Một cái sáng, một cái không. Chạy mất bóng luôn. Chắc phải mấy bữa nữa phải thay lại. Chú phải con cá không chú? Hả? Có chú phải con cá không? Con trai cá chú? Không, thôi con thứ 6. Con thứ 6, ui. Bộ mẹ nó lại để ra ống về. Dạ. Đây. Đây nhìn ra ngoài này. Ô đây lúc nãy mình đi nhầm đường hay sao nhỉ? Sao mình hai đường mà? Hai đường, đường này có vào đúng không chú? Không, đường đó vô nhà kia. Đường nào vô nhà kia? À, mình phải bắt buộc là phải đi đường bên này này. Nó có chỗ khối nhà văn hóa đó thôi. À đúng rồi, đó là nhà văn hóa, đây thế nhà văn hóa đây này. Còn ngoài nó cái cột Thái Loan ở trường cấp 1 yên trận này. Nó cái chỗ ngày xưa Dũng học trường đấy hả chú? Tường trắng trắng đấy là đền chùa Hoa Quả. Làng mình yên bình quá thôi chú hả? Ừ. Cái mái hiên này mình mới làm hay là làm lâu rồi chứ? Cái này cũng mới sửa lại chứ trước đấy mài sửa lại cho người hâm mộ tới coi ha. Ừ. Tưởng mài sao. Còn cái này là cái sân thượng. Sau đó sân thượng đó. Nó có cái đến là có cái quỷ gặp thử đi đưa mâm ban lên đây. À. Một số người ngồi đấy. Đây mình đi ra luôn thử coi chút. Mình đi ra luôn đi. À. Ngoài này mát, ngoài này ăn uống gia đình ngồi đây mát rồi. Ví dụ bạn bè của Dũng về là ngồi trên này luôn. Đưa bạn về ngồi thoải mái yên tĩnh. Ta hồ chơi. Đấy. Đây, vườn rau đây. Đừng chuông dày vườn thôi. Ui. Vườn rau đẹp ha. Cái này là mình chú làm hết rồi chú. Làm cả ba năm. Rau mình trồng lấy ở nhà nó thơm lắm. Đấy. Ngon lắm. Cây tắc của chú cái quất à? Cái quất năm ngoái đây. Dạ. Hai cây nó hỏng cái cây rồi, cây được đưa nó đưa vào. Dạ. Đây. Đây là cái chỗ nó chắn nuôi gà này. Lúc nãy cô nói là Dũng thích ăn gà nhất. Đó, gà đây. Cứ gà luộc là được. Rồi. À, đây chú. Đây chung gà này. Dũng hay đi vậy chú có nhớ không chú? Nhớ. Thường cứ mẹ thì nhớ. Mẹ thì nhớ nhiều hơn. Đàn ông thì cách khác. Dạ. Dạ. Đàn ông với nhau thì cách khác. Đúng rồi, đàn ông với nhau thì nhớ cách khác. Còn phụ nữ cách khác. Nhưng mà thằng này thì nó được cái nó ít nói. Ít nói. Hiền. Nó hiền nó biết đâu. Dạ. Nó có hiểu biết hết như là vừa rồi thì thầy cống về đấy cũng làm cái chương trình bữa 22 tháng 12 cái tập đoàn Bùi Tiến Dũng. Dạ. Hôm vừa rồi thấy ăn mừng là chào thế này, người ta cứ gọi Dũng bộ đội. Như Hồng Sơn hả? Dạ. Đúng rồi, như Hồng Sơn. Chú thấy cái hình ảnh ăn mừng vậy chú có xúc động chưa? Chú cũng là một người lính rồi đấy. Vinh quang hào kiệt thật. Dạ. Quá tự hào luôn. Vì sống với cả anh ấy cùng một cuộc sống. Dạ. Nhưng mà bố mẹ nhà tôi chứ cũng chết sớm. À. Ông lớp trưởng là đảng viên trưởng trong bơm Linh Cảm đấy này. Ông bị cái bệnh cắt đường thanh quản. Mẹ thì 69 tuổi là bị dạ dày mà khổ, mang nặng đẻ đau nhiều. Nhưng tôi chín người con đó. Dạ. Chú là thứ 7 cái 2 gái, mà tôi thứ 6. Thứ 6. Bây giờ là 3 bộ đội chết đi 2 rồi, 4 bộ đội chết đi 2 rồi. Đó là nhà có 2 liệt sĩ. Nó hết kỹ. À.
chung là cái này chú cũng xúc động mà chú lại bị bệnh tim nữa thôi. Mình nói có chuyện khác là chú ạ. Hồi xưa là đây, cái nhà này là nhà tranh, xong năm 2000 là xây lên nhà này luôn. Nhà tranh nó phiên đất. Phiên đất luôn. Ừ. Là lúc đó là Dũng được mấy tuổi rồi chú? Dũng lúc đó chưa sinh. Chưa sinh? Dũng 95. 95. Ừ. 95 là ở hôm 2000 là ừ. Có nhà mới thì cũng được 5 năm rồi chứ. 95. 2000, 2000 xây nhà mà. Là lúc đó Dũng 5 tuổi. Đó là năm lại. À năm lại. Ừ. Còn lúc nhà tranh là chưa có Dũng. Chưa. Tối lại vô năm tầm mới. Ồ, cũng lâu rồi. Ừ. Dũng năm nay 23 tuổi, tôi lại vô gần 40 năm rồi. Hồi đó cũng khó khăn quá hả chứ. Nó hết. Lô mi cháy chứ cháy. Ở đây thì lúc đó mình làm nghề gì là chủ yếu làm ruộng hả chú? Làm ruộng, mới làm nghề phủ nó dính lời ra. Ai thế chứ làm này? Ai thế? Nuôi con ăn học trưởng thành. Là lúc đó là Dũng đã có đam mê với bóng đá chưa chú? Đam mê, Dũng đam mê lắm. Đam mê. Thích như thằng con thằng cháu. À. Đi học về cũng như đi học là cái tên quả bóng lúc nó chỉ có bóng đấy. Lúc mà quả bông bưởi lại chui khố như vẫn lại. À. Rồi là đã trật rồi thì quay trở lại. Đã về thì hỏi có bố mẹ gọi chứ ăn không? Chứ gọi chứ ăn rồi chắc cơm súp ăn. Cơm nguội thôi. Cơm nguội. Rồi có đồ ăn gì không? Không có gì cả. Có ăn cơm nguội vậy? Ăn cơm nguội với súp. À. Mà tới khi nào thì cái cuộc sống mình nó đỡ hơn chú? Khoảng năm bao nhiêu chú? Đời thì tôi chưa thấy đời. Nhưng tôi chưa đỡ? Đời được khoảng 2 năm đi. Khoảng 2 năm nay. Chắc là bây giờ cũng tạm tạm thôi chú. Ừ, chứ cũng còn nhiều cái lo quá. À, nhiều cái lo. Mẹ giống là cũng đau luôn. À, cô bị cũng bị bệnh? Mẹ cô cũng bị bệnh. Tôi thì bệnh nổi rồi nhưng tôi thì... cùng sau này nhờ cái chế độ của các con, nhất là của Dũng. Dạ. Có tài trợ tiền tính gọi là thì như thằng đầu thằng thứ hai thằng đầu thì có cái cống. Dạ. Có cái chế độ thằng thứ ba với thằng thứ hai thì tính gọi chứ cả năng phục của chúng nó chứ gọi chứ cả. Dạ. Thì đó đâu nhớ tới nhớ mình khỏe là được đấy. Nhưng mà lúc đấy nhà khó khăn vậy mình cũng quyết tâm là cho Dũng theo nghề bóng hả chú? Quyết tâm bằng được. Tại vì con thấy là cũng thực sự đó là nhiều người theo bóng đá nhưng không phải ai thành công mà không ai ai cũng có nhiều tiền để lo cho gia đình cả. Nhiều người cũng còn khó khăn lắm. Cái lúc mà Dũng quân của bốn về lấy đưa bóng đưa quân về đây đá nơi sân vận động nơi chỗ trưởng ngân hàng này. Tôi lúc đó đi làm tôi chạy về tôi gọi. À. Rồi còn đi với cha. Ra đây họ tập quân của bọn về tập tuyển tuyển quân. À. Con rơi khổng rơi đi với nhà. Thế là chú thấy là chú kêu Dũng ra chứ Dũng không biết về, nữa. Chạy về kêu bằng được. Thế là đợt đó là chúng tuyển luôn hả chú? Là hai cha con đi. Ra là coi như là vùng 1, vùng 2 ra ngoài là trụng. Trụng. Là đi luôn đấy. Đồng là vào quân khu 4 được một thời gian là học hành đó rồi cùng quân khu 4 giải thể. Dạ, dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi đuổi lớn giải thể. Hồi xưa có quân khu 7 nữa chứ nhỉ? Ừ, đúng rồi. Xong rồi mới Việt Tên với ông Đằng Phương Nam với ông Hải là về lấy được 6 anh ở quân khu 4. Là có Bùi Tiến Dũng? Dạ, lấy trống đó nó có Bùi Tiến Dũng. Dạ. Tức là từ quân khu 4 qua Viettel tới bây giờ luôn? Ờ. Ra ngoài đấy nó loại mất 3 thằng. Còn 3 người? Còn 3 thằng. Còn 6 loại tiếp. Một thằng nữa. Còn 2? Lứa còn 2 nữa thôi. Bây giờ lứa thằng thằng Sơn. Dạ. Thằng Sơn mà nó cũng ở Việt Tén. Dạ. Nó thằng cũng lên chân vậy. Tiến Dũng đi về thi đấu về thì có bao giờ mà hay tâm sự với chú không? Hay là cũng ít nói luôn? Cũng ít nói mà cũng nói thật là về nghề nghiệp trước đây anh em cha con thì cũng đam mê bóng đá cả. À. Đã xóm đã làng đã tỉnh đã huyện có cả
nhưng mà phóng trào cái điều kiện lúc đó nhà mình khó. Đạp xe đạp đấy vô Hà Tĩnh nhưng mà. Ui. Đạp từ đây vô thành phố luôn. Vô thành phố. Chuyện Tiểu Niên đi đâu vô đâu. Trước cái giải U23 thì Dũng thời gian đấy như nào chú thể chia sẻ một xíu, kiểu như là về có hay tâm sự về cái cuộc sống ở trên câu lạc bộ như nào trước cái giải U23 ấy. Lúc đó thực ra cũng chưa nhiều người biết đến. Cái đây khoảng năm thì cháu chả nói đâu nhưng mà một số nói. Dạ. Nhưng tôi hiểu rằng là trong cái vấn đề sàng lọc mà được Bùi Tiến Dũng vào cái đội hình U23 cùng với một cái là bản chất của Dũng là có bản lĩnh. Dạ. Lúc đó có gọi về báo cho gia đình không chú? Chắc cũng mừng lắm rồi chứ. Đã được đi U23 đi sang Trung Quốc rồi đó đá, rồi sau đó là mọi người biết đến nhiều hơn rồi. Rồi xong tới cái giải này nữa. Nói chung mọi chuyện nó cũng qua hết rồi. Chuyện qua hết rồi nhưng mà đợt này thì tôi sướng nhất là bữa mà từ Hằng Nhất mà lên Village là nhà tôi ra ngoài đó mấy ngày. Dạ. Nuôi ngoài ngoài nở có. Thì vừa nữa là mình được lên Village. Việt theo lên V-League chưa? Thẳng thằng Hà Nội B á. Dạ. Như vậy nữa với cùng vợ hoa ngoài. Chú ra ngoài đó coi luôn. Gọi ra, cả ba ra nữa. Ở nhà đây có 3-4 người, ngoài dạ. Có 7 người nữa. Được lên Hạng Nhất thì được công hiến nhiều hơn, được thể hiện mình nhiều hơn ha. Đây, cũng mừng thật, tiền tới như thế là dạ. Được. Thế bây giờ là vừa được anh Minh Hải về đấy. Dạ. Vì mấy anh Hải biến á. Anh Minh Hải cũng về đây hả chú? Đây rồi. Dạ. Lóc Minh Hải. Dạ anh. Bên Bảo Bất Động Sản. Dạ. Rồi bên bên Đảng ủy, bên bên viên của bên Việt Tiến về đây rồi. Cũng nhiều người người ta thấy được cái sự thành công bây giờ, thấy được cái sự giàu có bây giờ nhưng không biết được ngày xưa như thế nào. Không hiểu được, không hiểu hết được. Dì nghỉ lại gian bao nhiêu gian nan ăn không no không có mà ăn quần não mà cũng lên thân dạ vất vả dư trội dậy như thế này là mình cũng mừng cái đất nước mừng cho dạ. Là nôi giọng nhưng mà chú lại thân với Bùi Tiến Dũng từ nhỏ mà chở đi tham gia thi tuyển này kia nhưng mà cháu thiên về là hắn trồng tối hơn quỷ tối dạ. Tuy mình không có nói nhiều nhưng mà mình hiểu, bố con hiểu nhau thôi. Nó là út. Út. Cũng hay. Chú có cái kỷ niệm nào từ nhỏ mà nhớ nhất với Bùi Tiến Dũng không chú? Khi mà cái sự nghiệp nó đang còn lận đận, đang còn nhỏ. Tôi chỉ có thương con cả, cái lận đận. Dạ. Là cái máy điện thoại không có mà dùng. Không có điện thoại dùng luôn. Không có. Rồi cũng xoay sợ chứ mua cho được một cái máy cục gạch. Lâu chưa chú? Lâu hồi nướng lớp 8. À. Hồi nướng ở Việt Tén hồi nướng còn Đặng Phương Nam nó còn là một huấn luyện viên trưởng dạ. Của Ú ngoài. Không biết liên lạc sao? Con ở xa nhà. Sao vào học vào cất điện thoại không đó, vào linh hoạt. Dạ. Thầy cô hàng năm ra học phụ huynh ngoài Hà Nội, thầy cô gửi khen. Tiền Dũng là ngoan mà học được chứ đứa mình bướng bỉnh. Thầy cô vẫn phản ánh cho rằng dạ. Học từ toàn thầy vào huy trường của Việt Tiến. Dạ. Thế mừng là mừng như thế. Mình biết con mình ngoan khi nhỏ, chịu khó khi nhỏ. Dạ. Biết là con gánh khổ của cha mẹ thế này. Đông anh em. Đông anh em. Cháu con biết. Thế chứ nó vận đầu nó vươn lên như thế là trong cái tập thể, trong lãnh đạo của các cấp các ngành thì họ tin yêu thì mình cũng tự hào về đứa con út của mình yeah. Con tôi thì bốn đứa đều ngoan cả thấy mỗi đứa mỗi vẻ thành đạt cả thấy Dương Dũng nó thò thè nó ít nói tôi đang mới đứng đây tôi nói với chủ nhiều đi dạ tức là đang nói cái chuyện mua điện thoại cục gạch ấy là cũng phải cố gắng lắm mới mua được chứ. Cũng một thời rồi bây giờ thì nó thay đổi một cái chỗ mà họp phụ huynh năm
còn nhớ mình lúc đó là ông Hải đang làm giám đốc của Việt Tên ở dưới nó chưa lên chỗ mới sát hội trường quốc hội là tôi vừa nó đổi rồi trưa họp xong trưa mắng họ chế đồ chứ cả không được ăn uống gì cả tư túc mà nói đưa tiền gọp cho tiền đi tàu đi xe về khó ồ tiền đi tàu xe ra là cũng phải này kia tôi mới mạnh dành dụng tôi mạnh dạn nói với anh hải anh cho tôi chuyển xe ra ngoài sân dập bát để tôi bắt xe đi về rồi. Anh nhìn tôi nói anh vòng huy động xe đi ngay tức là kêu xe chở đi ngay trong đó có ba phụ huynh được họ này họ có con trai trường họ trả về cũng bị tính sự gặp về thôi tạm biệt này dạ thôi chú để mình đi xuống đây như vậy bây giờ mình cũng ổn hơn cuộc sống nó ổn hơn rồi cố gắng thêm thôi vâng cũng một thời vất vả hả chú nè quê hương Đức Thọ nè đây Bùi Tiến Dũng này U23 đây một hình ảnh nhất đáng tự hào đấy thì mua cho phải mơ được đấy dạ. Không bao giờ quên được cái cả người hâm mộ chú ạ không bao giờ quên được cái hình ảnh này đâu đây các bạn đây là khung cảnh xung quanh nhà Bùi Tiến Dũng nha nãy giờ mình đi vào mình tham quan hết rồi mình nghe cô nghe chú tâm sự hết rồi bây giờ mình kết thúc cái video này ở đây để chuẩn bị đi về thành phố Vinh rồi có thể là ra nhà Đoàn Văn Hậu nữa không biết là cuối cùng có gặp được cầu thủ nào không. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, kết thúc hình ảnh video ở chỗ cái tủ tủ huân huy chương cúp này này thành tích chiến thắng của Bùi Tiến Dũng đây áo U23 nhé các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.